khởi nghĩa Bắc Sơn. Nhớ hồi Nhật đánh Pháp năm 1940, ở Lạng Sơn ngày ấy, Pháp thua phải chạy dài. Các dân tộc thiểu số gồm có Tày, Dao, Nùng đuổi các toán lính Pháp, cướp vũ khí để dùng. Khởi nghĩa đã bùng phát khi biết Pháp sắp thua, dân đánh đồn cảnh sát, khí thế mạnh chẳng vừa. 600 quân khởi nghĩa dùng mã tấu súng dài chiếm Bắc Sơn huyện Lỵ, rồi phá đồn mõ nhai. Chỉ ít ngày sau đó, Pháp chiếm lại được ngay. Trần Đăng Ninh nhận lệnh chỉ đạo phong trào này. Ban lãnh đạo khởi nghĩa lập đội du kích quân gồm 20 chiến sĩ quyết tiêu diệt thực dân. Lực lượng quân nổi dậy cướp gạo chia dân nghèo, cả vải vóc tiền bạc nên nhiều người đi theo. Ban lãnh đạo hội họp tính kế hoạch lâu dài, chuẩn bị tốt lực lượng để chiếm lại mõ nhai. Nhưng tin tức bại lộ, Pháp đánh bất thình lình, nghĩa quân tổn thất nặng, nhiều chiến sĩ hy sinh. Du kích quân sống sót phải ẩn nấp trong rừng, vì không đủ nhân lực nên khởi nghĩa bị ngưng. Pháp bêu đầu hành quyết, đuổi dân, đốt phá nhà, cướp thóc lúa gia súc, trả thù đồng bào ta.